Mẹ Bán Giày xin chào tất cả các bác ạ. Hôm nay em sẽ lên cho bác nhiều mẫu giày đẹp nha. Các bác cùng theo dõi clip với em nha. Số điện thoại của em đây ạ là 0344902609. Các bác ưng mẫu nào thì chụp lại rồi gửi qua Zalo cho em hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho em nha. Cả hai số điện thoại đều ok nha các bác. Rồi, mở đầu clip hôm nay em sẽ lên cho các bác một em thương hiệu lớn nha, đến từ Ý nha. Một em Cervato Ferragamo. Đây. Thương hiệu lớn của Italy nha các bác. Dáng sneaker mặc quần jean nha, jean kaki. Đó, đế đồ còn đẹp này các bác này. Dưới đế dập hiệu Cervato Ferragamo Italy đây các bác nha. Đó. Bộ đế này thì bám dính rất là tốt này. Đế này là đế cao su đúc nha các bác nha. Đôi này có mã là C165, size 42.5. Giá shop em bán là 650k cho một em đến từ thương hiệu lớn nha. Các bác nào mà xài thương hiệu này là các bác biết rồi, giá nó rất là cao nha các bác nha. Rồi em quay cận cái chiếc còn lại cho các bác này. Đó, da rất là đẹp nha các bác ơi. Gót này. Đó, shop bán giá mềm cho các bác thôi. Những đôi này ở những shop khác là các bác mua trên triệu nha. Đây, trong lòng này, dập hiệu Cervato Ferragamo nha. Made in Italy ở dưới đây cho các bác này. Đó. Cái lòng lót này. Đó. Ở trong này có thông số cho các bác đầy đủ nha. Đây. Đó. Bao chính hãng cho các bác nha. Đôi này da cũng mềm nha các bác. Đó, dáng rất là đẹp. Rồi, bác nào ưng mẫu này cho em mã C165, size 42.5. Giá shop em bán là 650k nha. Rồi, em lên cho các bác một em giày lười. Giày lười form dáng quần tây nha, màu vàng bờ. Đây. Form chân nhọn nha. Đôi này có độ chiều cao cho mình một khúc này các bác này. Đấy. Dưới đế đã dán sẵn chống trơn nha. Các bác đi không sợ trơn trượt nha. Đôi này có mã là C154, size 39.5. Giá shop em bán là 350k nha. Size 39.5 nha các bác. Một em size bé nha. Các bác xem clip cho em xin một like, một follow để em lên nhiều mẫu giày đẹp cho các bác nha. Đó, gót này. Em mở trong vòng lót cho các bác xem. Trong này nó dập hiệu cho mình này. Đó, dập thương hiệu nha. Có thông số bên này nha các bác nha. Tháo form ra này, rất là đẹp các bác ơi. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã C154, size 39.5. Giá shop em bán là 350k nha. Toàn bộ là hàng da bò, giày xi, hàng ngoại nha các bác nha. Rồi em lên tiếp cho các bác một em màu vàng bò. Da rất là mềm mại nha. Da rất là bóng luôn. Phần bên này nó có hai cái chun co giãn này, giúp các bác đi xỏ vô xỏ ra rất là dễ nha. Và di chuyển cũng khá là thoải mái luôn nha các bác. Đó. Da rất là bóng bẩy luôn. Gót này chưa có mòn các bác nha. Đây, ở dưới đây này, mòn nhẹ một tí thôi. Đôi này đế là đế cao su này các bác. Có mã là C152, size 40. Giá shop em bán là 400k nha. Da rất là bóng luôn. Form dáng đẹp lắm này các bác này. Cái này các bác đi làm, đi tiệc tùng, đi chơi thoải mái nha. Đế này chống, đế này rất là bám nha các bác. Đây, trong lòng này, mút rất là êm nha. Da này các bác rất là mềm mại luôn. Các bác đi không có sợ đau chân cho em nha. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã C152, size 40, giá shop em bán là 400k nha. Size 40 là tương đương với chân 25cm các bác nha. Rồi em lên tiếp cho các bác một em giày đế bằng này, giày lười nha. Đó, cái này thì các bác phối quần jean kaki, quần tây cũng được nha. Đó. Đôi này thì dáng này thì rất là dễ phối đồ nha các bác. Dạng đế bằng đã được khâu chắc chắn luôn rồi này các bác này. Đó, khâu chắc chắn phần đế cho mình nha. Đi không có sợ bung keo hở keo nha. Đôi này dập hiệu là Mitsubishi, đế là đế cao su này các bác này. Đôi này có mã là C157,
size 40, sao em bán là 350k cho các bác nhé. Đây, toàn bộ là hàng da bò nha các bác nha. Phần này nó là cái chun co giãn của nó các bác, xỏ vô rất là tiện lợi, các bác đi vớ không đi vớ đều ok hết nha. Shop em quay là quay hết cả hai chiếc cho các bác luôn, nên là các bác đặt hàng yên tâm nha. Đây, trong lòng này, dập cho mình thương hiệu Miss Shopee nha. Rất là êm này các bác, mút rất là êm luôn. Miss Shopee là thương hiệu đến từ Hàn Quốc nha các bác. Này, da rất là mềm mại luôn nha. Đôi này các bác đi chơi, đi rất là sướng nha các bác nha. Êm. Rồi, bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã C157, size 40, giá shop em bán là 350k nha. Cái dòng này rất là hiếm, các bác nào ưng thì chốt liền nha. Rồi, lên tiếp cho các bác một em dây tây lười này, màu đen nha. Đó. Kiểu dáng đơn giản này các bác. Mà rất là sang nha. Da bò, gót có mòn nhẹ một xíu nha các bác nha. Bộ đế là đế cao su này, có những cái rãnh lỗ này, rồi giúp bám dính tốt nha các bác. Đã được khâu chắc chắn rồi này. Đó, các bác đi không có sợ bung keo hở keo nha, đi thoải mái cho em. Đôi này có mã là C161, size 42. Giá shop em bán là 350k nha, cho một em giày tây da bò nha. Các bác mua mới là những đôi này từ 2-3 triệu trở lên nha các bác nha. Đó, form dáng rất là đẹp các bác ơi. Thon gọn nha. Trước khi ship là bên em sẽ kiểm tra keo với lại lòng lót cho các bác luôn. Đôi nào mà có dấu hiệu hở keo là bên em sẽ hỗ trợ may free cho các bác nha. May đẹp, may thẩm mỹ cho các bác ạ. Rồi, trong lòng giày này, dập cho mình một cái thương hiệu nước ngoài đây luôn nha. Đó, bên này có thông số cho các bác này. Toàn bộ là da hết nha. Da rất là mềm này các bác này. Rồi, bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã C161, size 42, giá là 350k nha. Rồi, em lên tiếp cho các bác một em giày lười này. Dáng cũng thon gọn nha, rất là đẹp này các bác này. Đó, các bác nhìn form của nó này. Trời ơi, rất là sang nha các bác nha. Màu nâu đất nha. Gót này còn đẹp nha. Ở dưới đế này dập cho hiện mình thương hiệu là Made in Italy nha. Đây, cái này là bị chày màu sơn thôi các bác, chứ độ mòn này ít lắm nha. Đó, da rất là bóng bẩy các bác ơi. Trước khi ship là bên em còn spa lại cho các bác một lần nữa nha, nên là các bác cứ yên tâm. Rồi, đôi này có mã là C155, size 41, giá shop em bán là 400k nha. Size 41 là tương đương với chân 26cm nha các bác. Các bác mua hàng bên shop em là cọc giúp em 50k hoặc là chuyển khoản đủ em bao ship cho các bác nha. Trong lòng này, đó, cái lòng lót da còn rất là đẹp nha các bác nha. Da mềm mại này, đó, đi không có sợ đau tức chân cho em. Rồi, bác nào ưng mẫu này, chốt cho em mã C155, size 41, giá 400k nha. Cho một em đến từ Italy này. Rồi, em qua mẫu khác cho các bác nha. Rồi, em lên tiếp cho các bác một em màu đen này. Trời ơi, cái form của nó này đẹp quá các bác ơi. Da rất là bóng bẩy nha. Dập tên thương hiệu ở trên đây cho mình. Và ở hai bên này có chun co giãn này, giúp các bác di chuyển rất là thoải mái cho em nha. Gót này có mòn nhẹ xíu các bác nha. Dưới đế này dập tên thương hiệu cho mình luôn này. Đôi này đế là đế cao su, đi rất là bám dính này các bác này. Rồi, bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã C160, size 41.5 và 42 đi ok nha. Giá shop em bán là 350k. Để em tháo trong lòng lót cho các bác xem nhé. Đây, dập hiệu cho các bác này. Đó, y chang ở dưới đế nha. Đó, cái lòng lót còn rất là đẹp các bác. Rồi, bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã C160, size 41.5 và 42 đi ok. Giá shop em bán là 350k nha.
Rồi em lên cho các bác một em sneaker này. Màu màu y chang trên video nha các bác nha. Đây có chun co giãn hai bên này, phối màu da lộn với lại da trơn nha các bác nha. Đó. Form này thì các bác đi rất là thoải mái rồi. Dập hiệu Colehen nè. Đó, một thương hiệu cũng khá là nổi tiếng nha các bác. Dưới đế cũng dập hiệu Colehen cho mình này. Đế là đế cao su nha các bác nha. Đây, chống bám trơn trượt tốt cho các bác này. Đôi này có mã là C163, size 40.5. Giá shop em bán là 350k nha. Những form này các bác mặc quần short jean nè, quần jean kaki đi thoải mái cho em nha. Đi chơi, đi dạo phố, đi đâu cũng được các bác. Đây, đi đến. Đây, trong lòng này, dập hiệu Colehen cho mình nha. Cái lòng lót da này các bác. Đó, còn rất là sạch sẽ nha. Da mềm mại này. Đó. Bác nào ưng mẫu này, chốt cho em mã C163, size 40.5 nha. Giá là 350k. Rồi em lên tiếp cho các bác một em giày màu nâu này, giày tây nha. Đó, nhìn rất là sang các bác nha. Thiết kế họa tiết cổ điển này. Rồi nhìn cái form dáng rất là sang trọng luôn các bác. Đây, gót này còn đẹp nha. Dưới đế là dập hiệu đát cho mình này. Đế là thiết kế bộ đế cao su nha. Đôi này có mã là C164, size 42. Giá shop em bán là 350k nha các bác nha. Form dáng của giày đáp thì lúc nào cũng đẹp các bác ạ. Bên này có bị chảy xương một xíu xíu nha. Không sao các bác nha. Giày da thì chảy xước là chuyện bình thường, nhưng mà nó không có bong tróc đâu các bác ạ. Đây, trong lòng lót này, dập hiệu đát cho mình luôn nha. Đó. Bên này có thông số cho các bác này, da rất là mềm nha. Rồi, bác nào ưng mẫu này, chốt cho em mã C164, size 42, giá là 350k. Đôi này chân 26.5cm, các bác đi vừa nha. Rồi, em lên tiếp cho các bác một em giày lười này. Có chuông lắc đây nha. Đó. Dáng rất là đẹp các bác này. Màu vàng bò nha. Này, gót này còn đẹp luôn này các bác. Dưới đế dập hiệu Soda Home này, cái đế còn khá là đẹp các bác. Đôi này có mã là C156, size 40, giá là 350k nha. Size 40 là tương đương với chân 25cm các bác nhé. Đó, dáng rất là đẹp các bác ơi. Giày lười này các bác đi rất là tiện luôn. Mình thích đi vớ không đi vớ đều ok hết ạ. Chỉ cần xỏ vô và đi thôi, không cần phải cột dây nhé các bác. Đây, trong lòng này, dập hiệu Soda nha. Đó, cái lót mút rất là êm này các bác. Da mềm mại nha. Rồi, bác nào ưng mẫu này, chốt cho em mã C156, size 40, giá shop em bán là 350k nha. Rồi em lên tiếp cho các bác một em giày dáng sneaker màu trắng này các bác này. Đó, có những cái thiết kế rất là hay này các bác này. Viền đã được khâu chắc chắn rồi các bác nhé. Đây, đã được ôm bo một vòng đây. Khâu chắc chắn rồi, các bác đi không có sợ bung keo hở keo nha. Dưới đế dập tên thương hiệu này. Đó, đế là đế cao su nha các bác nha. Bám dính tốt này. Đôi này có size là size 39 nha. Size rất là bé, bác nào ưng thì chốt liền nha. Có mã là C153, size 39, giá là 400k nha. Đó, dáng rất là kiểu cách nha các bác nha. Lòng này, dập hiệu Valentino nha các bác. Ở dưới đế cũng vậy nha, dập hiệu Valentino. Này made in Italy này các bác này. Đó. Bác nào ưng mẫu này, chốt cho em mã C153,
size 39. Giá shop em bán là 400k nha. Rồi em lên tiếp cho các bác một em giày lười màu nâu đỏ nha các bác nha. Đôi này đi rất là nhẹ và êm nha các bác nha. Gót có mòn nhẹ một xíu. Đây, rập thương hiệu Robot này, một thương hiệu nổi tiếng là nhẹ và êm. Đôi này có mã là C158, size là size 41 nha. Giá shop em bán là 350k. Size 41 là tương đương với chân 26cm các bác nhé. Form dáng rất là đẹp các bác ơi. Trong lòng giày này, dập hiệu Robot cho mình luôn nha. Đó, cái lòng lót còn đẹp lắm này các bác, êm lắm nha. Rồi bác nào ưng mẫu này, chốt cho em mã C158, size 41, giá là 350k. Các bác nào mà thích nhẹ và êm thì lựa chọn em này nha. Rồi em lên tiếp cho các bác một em dáng giày tây nha. Gót còn đẹp nha các bác. Đế này, thiết kế là bộ đế da, còn phần trên này là cao su nha. Đôi này có mã là C159, size 41, giá shop em bán là 350k. Size 41 tương đương với chân 26cm các bác nhé. Trong lòng lót này các bác này. Đó, có thông số bên này cho các bác nha. Rồi bác nào ưng mẫu này, chốt cho em mã C159, size 41, giá là 350k nha. Cho một em đế da này, và trên này đã được dán sẵn chống trơn rồi. Cái này là nhà thiết kế người ta dán nha các bác nha. Rồi em lên tiếp cho các bác một em giày tây này. Da nó thiết kế giống như kiểu dập phân ngựa vặt nữa các bác, rất là hay nha. Đây. Đôi này có mã là C162, size 40, giá là 400k nha. Đôi này được thiết kế là bộ đế cao su ạ. Đó, dáng rất là đẹp các bác nha. Trong lòng này, dập cho mình cái lót thương hiệu nha. Có thông số bên này đầy đủ cho các bác này. Đó, tháo form ra này các bác thấy không? Rất là đẹp nha. Rồi bác nào ưng mẫu này, chốt cho em mã C162, size 40, giá shop em bán là 400k nha. Rồi em lên tiếp cho các bác một em giày rất là nhẹ đây. Dập thương hiệu Robot này các bác. Đó, thương hiệu Robot là lúc nào cầm lên cũng cảm giác rất là nhẹ mà. Đó, cái này thì các bác phối riêng kaki đều ok hết nha. Đấy, form dáng rất là đơn giản. Dưới đế này, dập hiệu Robot cho mình. Đế là đế đế xốp nha các bác nha. Đôi này có mã là C160, size 41.5. Giá là 350k nha. Các bác nào theo dõi clip á, muốn xem nhiều mẫu hơn thì kết bạn Zalo với em nha. Đấy. Form dáng tựa tựa bánh mì tí nha các bác nha. Đây, dập hiệu Robot trên này cho mình này. Trong lòng này, dập hiệu cho mình luôn nha. Đó, cái lòng lót còn rất là sạch sẽ này. Cầm rất là nhẹ nha các bác nha. Rồi, những đôi này các bác đi làm rất là thoải mái cho em, đi như không đi nha. Rồi, bác nào ưng mẫu này, chốt cho em mã C160, size 41.5. Giá shop em bán là 350k. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi clip của em nha.